101 câu chuyện. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm trước chúng ta đã khui bộ sticker 20.000 đồng. Nó có tới 2 tầng và chọn ra được 4 nàng công chúa xinh đẹp. Đây chính là công chúa tóc mây của chúng ta. Rồi đây là công chúa Aurora, công chúa hoa hồng và công chúa những đám mây. Và ngày hôm nay, 4 nàng công chúa của chúng ta vào khu vườn xinh đẹp để tổ chức cuộc thi những chú thú cưng dễ thương. Đầu tiên thì các nàng công chúa sẽ dựng lên một cái lều để treo những bộ đồ xinh đẹp của mình vào. Và lều của công chúa thì dĩ nhiên là sẽ có những cái bông hoa màu hồng nha các bạn. Đó, trang trí ở trên lều như thế này, tô cái cánh hoa nha, có điểm lá nữa nha các bạn. Dễ thương quá. Đây, nếu như tôi thua cuộc thi này thì tôi sẽ tặng cho các bạn một chiếc váy này nha. Chiếc váy trái tim mà tôi rất yêu thích. Vậy là công chúa bỏ vào trong đây. Đây là chiếc váy mới mua của tôi luôn đó nha. Nhưng tôi cũng sẽ hùng vào luôn nếu như thú cưng của tôi thua cuộc. Bỏ vào đây nè, không biết ai thắng nữa. Hơi, ai cũng có chiếc váy xinh đẹp. Mình là công chúa hoa hồng nên mình sẽ góp một chiếc váy hoa hồng. Trời ơi, còn mình là công chúa tóc mây. Có người còn gọi mình là công chúa màu mè bởi vì tóc tai hoa lá tùm lum. Chiếc váy của mình cũng hết sức màu mè nhưng mà đẹp đúng không? Hy vọng ai thắng cuộc sẽ có chiếc váy yêu thích của mình. Và kế bên căn lều thì còn có một cái cây xanh nho nhỏ dễ thương chưa nè. Tiếp theo trong cuộc vui thì các bạn biết rồi đó, lúc nào cũng phải có đồ để mà giải trí kèm theo. Đó chính là một cái căn nhà nhỏ màu xanh như thế này, có gắn rèm luôn nha các bạn. Đó, quá dễ thương. Bên trong sẽ là thức ăn cho thú cưng và các nàng công chúa, cũng như các hộp quà cho người chiến thắng và một cái tivi để giải trí. Chúng ta sẽ bày nó vào đây nha. Rất đẹp. Quên là các bạn nhớ làm một cái kệ như thế này nha, để tivi. Và tiếp theo ở bên đây thì sẽ là một căn nhà gỗ. Đó, để bỏ các bạn thú cưng vào đây và bắt đầu cuộc thi nha các bạn. Các bạn cũng vẽ một căn nhà hết sức là đơn giản luôn. Chúng ta cứ vẽ những cái gì mà nó dễ vẽ thôi nha. Khó quá vẽ không được. Và dĩ nhiên phải có kệ rồi, thi mà. Yeah, xong rồi. Và chúng ta sẽ trang trí một cái sticker bông hoa ở trên đỉnh đầu của cái ngôi nhà gỗ này. Và đầu tiên chúng ta sẽ sắp xếp những cái kệ, những cái chỗ ngồi cho các cái bạn thú cưng nha. Thú cưng là không có bỏ tùm lum, phải bỏ nó lên có chỗ để đàng hoàng. Đây, các công chúa có rất nhiều thú cưng nên làm luôn cả này ha. Vừa là bàn trang điểm nè, giường ngủ cho thú cưng nè, một cái sọt nè, một cái tủ nữa nè. Wow, còn nữa nha, các bạn thấy thú cưng xịn sò chưa? Có cái bàn đẹp nè, rồi cả ghế đẹp để cho thú cưng ngồi nữa đó. Tên tên, và đây là những bạn thú cưng đầu tiên, đôi bướm mèo và bướm kép. Đôi bướm này sẽ đậu trên đây, bé mèo thì sẽ đứng trên cái kệ đồ ăn nè, con bướm này thì đậu ở đây. Wow, wow, còn đây thì sao? Quá dễ thương, một chú chim công. Trời ơi, một con cừu nhỏ xíu. Đôi thỏ nè, còn con gấu nâu nè, đang ăn một cái bánh luôn nha. Đi thi mà cũng ăn luôn. Công nè, con cừu ở trong cái giường nhỏ xinh. Thỏ trong rổ, và gấu thì ở trên tủ. Và đây là mấy bạn thú cưng cuối cùng nè, gấu hồng ôm quà, cá trong hũ và có một con cá gấu bông cũng là thú cưng luôn. Còn đây là em bé thỏ, mặc bộ đồ yếm nha. Đây, lên bàn, lên ghế. Đó, dễ thương quá ha. À, mình đổi chỗ đi. Em cá gấu bông này thì sẽ đặt trên ghế, còn em cá bè này thì mình sẽ đặt ở trên đây. Đó. Yeah, phần trang trí xong rồi. Ôi, cái này nó rớt ra. Vậy thì dán nó lại nha. Đó, phần trang trí chính thức là xong rồi đó. Các bạn thấy dễ thương không nè? Bây giờ chúng ta vào phần câu chuyện nha. Trời ơi, những em thú cưng của mình dễ thương quá. Và đây này nha, chính là ngăn của công chúa tóc mây đó mọi người. Nhưng mà mình chỉ có hai bạn cá là thú cưng của mình thôi. Mình rất thích cá. Cá bạn bơi chung rễ nước, ngôi lên lặn xuống, cá làm múa tung tăng. Dễ thương quá à. Các bạn nhớ bình chọn cho hai em cá của mình chiến thắng nha. Trời ơi, cá làm sao mà thắng được mình chứ. Mình là công chúa hoa hồng, mình rất thích màu hồng. Cho nên thú cưng của mình là gấu hồng nè, thỏ trắng hồng nè, rồi đôi thỏ hồng nè. Đó, ba bạn đó siêu dễ thương đúng không mọi người? Chắc chắn là mình thắng rồi. Thôi, thú cưng nào cũng dễ thương hết. Mình thương tất cả các bạn thú cưng luôn. Tuy nhiên á, mình nuôi bạn chim công nè, rồi mình có nuôi bạn mèo nè, rồi mình có nuôi bạn bướm bướm nè. Đó, hai bạn bướm bướm, bạn mèo và bạn công là của mình đó mấy bạn. Mấy bạn thấy dễ thương không? Ngoài ra mình cũng thấy mấy bạn khác dễ thương lắm luôn á. Các bạn bình chọn hết luôn nha. Còn mình á thì thích những bạn động vật nhỏ xinh.
cho nên mình đã nuôi một em gấu nâu mini và một bạn cừu mini nè. Thấy vậy thôi chứ chăm hai bạn đó nhỏ mà cực lắm đó mấy bạn. Nhưng mà mình thích những cái bạn nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy đó, cho nên mình đã nuôi hai bé tí hon này. Bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn kỹ lại nhé, để xem coi các bạn sẽ thích em động vật, em thú cưng nào nhất nè. Đó, nếu thích thì sẽ bình chọn phụ nha, để chúng ta xem thử coi các nàng công chúa ai sẽ là người chiến thắng để có tivi, quà, thức ăn và những bộ váy xinh đẹp này. Và điều đặc biệt là trong cuộc thi thú cưng này, tuy là cuộc thi nhưng mà tụi mình đều yêu thích tất cả những bạn thú cưng luôn, nên ai thắng cũng được hết, đúng không mọi người? Bởi vì em thú cưng nào cũng dễ thương. Trời ơi, làm sao mà em nào cũng dễ thương được, chỉ có hai em cá là dễ thương nhất thôi. Bởi vì em cá ở trong nước mình chăm rất là dễ, mà nó không có phải có lông giống như là thỏ, là gấu, là mèo, rồi là chim công, bướm rồi. Trời ơi, nó có phấn rồi, nó dễ bị dị ứng lắm đó mấy bạn ơi. Thì đúng rồi, lông của động vật thì sẽ bị dị ứng, nhưng tùy người thôi, đâu phải ai cũng bị dị ứng đâu. Bạn nào dị ứng thì nhớ nha, đừng có ở gần các bạn mèo, gấu, thỏ. Đó, còn mình á thì không có dị ứng, cho nên mình ôm mấy em đó thoải mái, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ rồi cho các bạn đó uống thuốc tẩy sun chích ngừa đầy đủ là được. Đúng rồi. Ai dị ứng với thú cưng thì không nên nuôi, còn mình thì sẽ nuôi hết luôn. Con nào, em nào mình cũng dễ thương, cũng nuôi hết. Như vậy là ba đứa mình giống nhau rồi, ba đứa mình đều thích nuôi tất cả những em thú cưng này. Ừ, chỉ có một mình là khác thôi. Mình luôn ủng hộ chỉ nuôi một mình loài cá, bởi vì mình sẽ dị ứng với lại các cái loại lông kia đó. Các bạn nghĩ sao? Như vậy ai sẽ là người chiến thắng? Thật là khó để mà biết được ai là người chiến thắng, đúng không nào? Nhưng mà theo chị, cả hai đội đều rất đúng luôn. Đó, còn các bạn nghĩ sao? Những chiếc váy và những cái này nữa rất tuyệt vời, đúng không nè? Nếu như các bạn cảm thấy là chúng ta nên yêu thương tất cả và cảm thấy thích câu chuyện này thì đừng quên bấm like và đăng ký thành viên kênh 1001 câu chuyện để cùng theo dõi những câu chuyện tiếp theo nha. Còn nếu như muốn mua những bạn sticker siêu đẹp, siêu dễ thương này thì đừng quên liên hệ với shop FGB để mua sticker. Số điện thoại 0937899707 gọi để đặt hàng nha. Nhớ xin phép ba mẹ để gọi đặt hàng đó. Còn video thì kết thúc rồi. Ngày hôm nay chị rất vui vì hướng dẫn cho các bạn về cách để mà tạo dựng những cái lều, những căn nhà nhỏ xinh để đựng những vật dụng, và nói với các bạn biết rằng tất cả thú cưng đều rất dễ thương. Tuy nhiên, bạn nào bị dị ứng với lông của động vật thì chúng ta không nên nuôi. Còn lại thì chúng ta đều nên bảo tồn và yêu thương các em ấy nha, bởi vì các em ấy rất là dễ thương luôn, đúng không nè? Nếu đúng thì like mạnh vô nha, chia sẻ để mọi người cùng yêu thương và bảo vệ các bạn động vật. Còn video thì kết thúc rồi đó, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bốn nàng công chúa của chúng ta cũng thật tuyệt vời, đúng không? Cho một like luôn nha.